Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình sáng nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tỉnh Thanh Hóa mở rộng xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại các khu vực trọng điểm. Đảm bảo cho bệnh nhân ung bướu không bị gián đoạn điều trị do dịch COVID-19. Các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trước nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không an toàn. Để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế cảnh báo người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. Chỉ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo y dược và các cơ sở điểm tiêm chủng được Bộ Y tế cấp phép. Cùng với đó, người dân tuyệt đối không tiêm chủng những loại vaccine phòng COVID-19 trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm định cấp phép. Khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 không rõ ràng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế địa phương. Bộ Y tế đã và đang tích cực đàm phán với các nhà sản xuất vaccine, các tổ chức quốc tế để mua và nhập khẩu số lượng lớn vaccine để tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người dân đang sinh sống tại Việt Nam. Vaccine được tiêm chủng miễn phí cho người dân. Do vậy, mọi người dân cần bình tĩnh, chờ đợi đến lượt mình được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khi cơ quan y tế thông báo. Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đang gia tăng, nhiều ca chưa xác định được nguồn lây. Tại Thanh Hóa, các chuyên gia y tế cho biết không loại trừ khả năng có mầm bệnh COVID-19 trong cộng đồng chưa được phát hiện. Để chủ động phòng chống dịch phù hợp, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị mở rộng xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại các khu vực trọng điểm. Huyện Yên Định có hơn 60 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng hơn 20.000 công nhân, người lao động. Xác định rõ mối nguy hiểm nếu để dịch xâm nhập, lây lan trong các nhà máy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Định đã yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho ít nhất từ 10 đến 20% cán bộ, nhân viên, công nhân của đơn vị. Từ đầu tháng 6 năm 2021 đến nay, đã có 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định phối hợp với Trung tâm Y tế của địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Công ty tôi là hiện tại là có hơn 70 người để đảm bảo cái vấn đề an toàn sức khỏe cho người lao động và để công ty với người lao động có thể yên tâm làm việc. Công ty chúng tôi đã chủ động đăng ký làm sớm để lấy mẫu xét nghiệm để có kết quả để mọi người yên tâm công tác. Tiếp tục thực hiện cái kế hoạch tầm soát thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của huyện và Trung tâm Y tế cũng đã có kế hoạch để chuẩn bị lấy cho các cái công ty trọng điểm, ví dụ như công ty Alena là những cái công ty rất đông người, rồi tầm soát được các chợ và các cái khu vực bến xe. Việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 trong cộng đồng nhằm đánh giá nguy cơ dịch bệnh, phát hiện sớm các ca mắc để triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung làm xét nghiệm tầm soát COVID-19 thường xuyên tại các nhà máy xí nghiệp đông công nhân, các khu vực công cộng tập trung đông người, các cơ sở khám chữa bệnh, các khu dân cư có đông người trở về từ vùng dịch. Hiện nay thì cái gói mua sắm về sinh phẩm hóa chất xét nghiệm đang được phê duyệt. Chúng tôi dự trù là 30.000 test nhanh kháng nguyên và 15.000 test PCR in time. Còn trước đây chúng tôi đã chuyển cho các huyện trên 2.000 test nhanh để các đơn vị sàng lọc tức thời những cái trường hợp nguy cơ tại cộng đồng. Thì trong tháng tới sẽ tập trung đẩy mạnh cái số lượng và cái mở rộng cái diện sàng lọc cao hơn trong cộng đồng. Cùng với việc tăng cường xét nghiệm tầm soát COVID-19, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai hiệu quả việc giám sát, quản lý người đến hoặc về từ vùng có dịch. Hơn một tháng qua, sau khi Bệnh viện Ca Trung ương cơ sở 3 Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội dừng tiếp nhận bệnh nhân do dịch bệnh COVID-19, nhiều bệnh nhân của Thanh Hóa đã chuyển về điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Riêng tại khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, số lượng bệnh nhân liên tục tăng cao. Bệnh viện đã bố trí nhân lực hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu điều trị, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.
Trung bình mỗi ngày, khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực xạ trị cho từ 30 đến 40 bệnh nhân. Để hạn chế việc tập trung đông người vào cùng một thời điểm, khoa đã xếp lịch cho bệnh nhân xạ trị vào các khung giờ khác nhau và bố trí bác sĩ, kỹ sư làm việc theo ca. Bệnh viện cũng sẽ tăng cường nhân lực kiểm soát dịch COVID từ ngay ngoài cổng để sàng lọc những cái đối tượng có nguy cơ cao hoặc là những cái người bệnh mà ở các cái vùng có dịch. Và khi vào khoa điều trị, chúng tôi sẽ bố trí một khu riêng biệt. Những bệnh nhân điều trị nội trú thì chúng tôi cho xạ trong 2 ca và cứ từng tốp 1, 4, 5 bệnh nhân xuống xạ xong chúng tôi lại cho bệnh nhân khác xuống chứ không tập trung đông người ở đây. Và các những bệnh nhân mà ở tuyến trung ương về hoặc những bệnh nhân ở các cái vùng có dịch tễ về thì chúng tôi cho làm một ca riêng. Hiện nay khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân, trong đó có nhiều người chuyển về từ bệnh viện tuyến trên. Với cơ sở vật chất khang trang, hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy xạ trị gia tốc tuyến tính ELETA nhập khẩu từ nước Anh, máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, máy CT scanner 128 dãy, cùng đội ngũ y bác sĩ, kỹ sư được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chẩn đoán điều trị ung bướu tại Bệnh viện Ca Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 103-108. Khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã điều trị được hầu hết các mặt bệnh ung thư. Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cũng là bệnh viện tư nhân đầu tiên ở khu vực miền Trung có khoa điều trị ung bướu với công nghệ xạ trị tiên tiến nhất hiện nay. Trước đây tôi đã điều trị ở Bệnh viện Ca Tân Triều nhưng giờ do dịch bệnh tôi không ra đấy được. Thì tôi về Thanh Hóa tìm hiểu thì Bệnh viện Hợp Lực có máy xạ trị tốt và đội ngũ bác sĩ cũng tốt. Thì tôi vào đây, tôi xạ trị được 4 mũi rồi. Thì tình hình tôi thấy sức khỏe cũng ổn định. Nghe tin ở đây có máy trị xạ, thế cho nên là bản thân tôi về đây để chữa trị bệnh, được các y bác sĩ rất nhiệt tình và bệnh tật thì nói chung đến bây giờ tôi yên tâm. Trong quá trình điều trị, gặp những ca bệnh khó, các bác sĩ của khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thường xuyên trao đổi, hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ ở những bệnh viện trung ương để lập kế hoạch điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Sự nỗ lực cố gắng nâng cao năng lực khám chữa bệnh nói chung, các bệnh ung bướu nói riêng của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã góp phần mang lại những lợi ích thiết thực cho người bệnh, giảm tải cho bệnh viện ung bướu tuyến trên, nhất là giúp cho quá trình điều trị của bệnh nhân không bị gián đoạn, không bị ảnh hưởng kết quả điều trị trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ cắt giảm những chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo hướng tích hợp. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ trong quá trình thực hiện việc rà soát, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu, đảm bảo nguyên tắc việc bỏ các chứng chỉ phải gắn với nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức một cách thực chất, nhất là trình độ ngoại ngữ, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu các bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, chuyên ngành khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung các thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được giao quản lý cho phù hợp, đảm bảo cắt giảm những chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức không phù hợp, trong đó có chứng chỉ ngoại ngữ tin học, quy định về chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức, chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với yêu cầu tính chất hoạt động nghề nghiệp của công chức viên chức. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi các tin vắn đáng chú ý. Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 668.000 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, số thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm đạt gần một nửa chỉ tiêu của cả năm, cao kỷ lục cả về số thu cũng như tỷ lệ thu so với dự toán. Trong tổng số 668.000 tỷ đồng thu ngân sách 5 tháng đầu năm, thu ngân sách trung ương ước đạt 347.000 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán. Thu ngân sách địa phương ước đạt 321.000 tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 cấp sổ thông tin cho lái xe, giúp tối ưu trong phương án vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương khu vực biên giới, tiết giảm chi phí, thời gian.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng việc tiêm vaccine COVID-19 cho lái xe là giải pháp hữu hiệu nhất trong phòng chống dịch. Do vậy, Bộ đề nghị Ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo cơ quan liên quan trao đổi cả hai địa phương biên giới cùng nghiên cứu thực hiện. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể cá nhân ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19, Ban Quản lý Quỹ đã mở thêm các tài khoản nhận tiền tại hai ngân hàng là Agribank và TPBank chi nhánh Hà Nội 1. Đến nay, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 đã mở tổng cộng 21 tài khoản tiếp nhận đóng góp của cá nhân tổ chức tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 6 ngân hàng gồm BIDV, Vietcombank, HDBank, Vietinbank, Agribank và TPBank. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các ban ngành chức năng xây dựng đề án di rời 1.610 hộ dân sinh sống ở vùng nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến nơi ở mới an toàn. Tổng mức đầu tư dự kiến cho đề án này là khoảng 600 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Bên cạnh việc bố trí di rời 1.610 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao, đề án cũng sắp xếp 1.162 hộ tái định cư xen ghép và 1.600 hộ dân được ổn định tại chỗ. Dự kiến sẽ có 31 khu tái định cư tập trung và 19 khu tái định cư liền kề được xây dựng theo đề án này. Hiện nay, một số tỉnh giáp danh với Thanh Hóa như Nghệ An, Ninh Bình, Hòa Bình đã có dịch cúm AH5N1, H5N6. Tại Thanh Hóa, dù chưa có ổ dịch phát sinh, nhưng trước nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương và các hộ chăn nuôi đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để ngăn ngừa sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh. Gia đình bà Lê Thị Liên, thôn Phong Cốc, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, nuôi hơn 300 con gà sinh sản. Để đảm bảo an toàn đàn gà của gia đình trước nguy cơ dịch bệnh, ngoài sử dụng đệm lót sinh học, bà còn thường xuyên tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại chăn nuôi 1 tuần 2 lần. Tất cả các dụng cụ trong chuồng nuôi như khay đựng trứng, máng ăn, máng uống cho gà đều được bà thao rửa thường xuyên. Gia đình cũng chủ động tiêm phòng đầy đủ cho đàn gà theo quy định. Nhờ đó, đàn gà của gia đình bà Liên hiện vẫn an toàn trước dịch bệnh. Nhà tôi chăn nuôi thì thường xuyên là phòng chống dịch, rồi cho gà uống thuốc đầy đủ, rồi các cái biện pháp như chẳng hạn là đệm lót sinh học, rồi phun thuốc khử trùng, phòng chống dịch bệnh đảm bảo cho tốt, để rồi thu nhập cho gia đình cho có hiệu quả. Hiện Thanh Hóa có tổng đàn gia cầm khoảng 23 triệu con, trong đó chăn nuôi nông hộ chiếm trên 63%, còn lại là chăn nuôi tại các trang trại, gia trại. Do chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ lệ nhiều, lại phân tán nhỏ lẻ, nên việc kiểm soát dịch bệnh rất khó và nguy cơ tái phát lây lan dịch cúm gia cầm ở khu vực này thường rất cao. Bên cạnh đó, Thanh Hóa lại giáp danh với các tỉnh hiện đang có dịch cúm gia cầm H5N1 và H5N6, nên nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn rất cao. Để ngăn ngừa dịch xâm nhiễm và tái phát, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ áp dụng, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn ngừa dịch bệnh, tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia cầm tại các chốt kiểm dịch trên quốc lộ và các tuyến giao thông liên huyện để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tổ chức tiêm vét các mũi vaccine cho đàn gia cầm mới phát sinh để ngăn ngừa dịch bệnh. Thế đối với lại dịch cúm gia cầm thì sau khi mấy năm trước phát sinh, nhưng mà thì hiện nay một số gia đình là nuôi lẻ tẻ người ta nuôi, còn một số mà gia đình người ta nuôi gia trại và trang trại thì người ta phòng dịch rất cẩn thận, tiêm các cái vaccine dịch cúm H5N1 rồi niêu cắt sơn rồi tụ huyết trùng, nói chung là nhân dân là phòng trừ rất hiệu quả. Trên địa bàn xã chúng tôi thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã chủ động một số các biện pháp, đặc biệt là chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ giám sát. Cái vấn đề đấy là mua bán vận chuyển gia cầm có nguồn gốc xuất xứ vào địa bàn, để hạn chế cái vấn đề đấy là nhập lậu, buôn bán không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nhân dân đấy là thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn sinh học trong chăn nuôi. Với phương châm phòng là chính, nên hiện nay các đơn vị địa phương đang tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Khi tái đàn, tăng đàn phải thông báo, cam kết với chính quyền địa phương, con giống phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm dịch và phải chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nhằm hạn chế sự phát sinh và lây lan dịch bệnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, thương mại điện tử đã trở thành phương thức hữu hiệu giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, rào cản do dịch bệnh COVID-19. Báo Nhân dân nhận định,
thương mại điện tử còn được kỳ vọng là chìa khóa mở lối cho hàng Việt Nam tiến xa hơn vào thị trường toàn cầu. Theo bài báo, thương mại điện tử xuyên biên giới cũng trở thành phương thức hữu hiệu để doanh nghiệp Việt Nam mở lối vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm rủi ro khi chuỗi cung ứng truyền thống đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ. Sự tăng trưởng bứt phá của thương mại điện tử thời gian qua đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà thương mại điện tử mang đến, vẫn còn nhiều hạn chế trong mua bán trên môi trường trực tuyến. Do vậy, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đang dự thảo đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52 năm 2013 về thương mại điện tử. Trong đó, ngoài việc bổ sung những quy định mới về chủ thể và cơ chế quản lý hoạt động thương mại điện tử, quy định về hoạt động thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài cũng được đề ra. Thêm vào đó là những quy định bắt buộc công khai thông tin hàng hóa, người mua trên sàn thương mại điện tử giúp minh bạch hóa thông tin cho người tiêu dùng và phòng chống gian lận thương mại. Trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, thì FDI vào Việt Nam vẫn tăng trưởng. Theo báo Tiền Phong, để tiếp tục hút dòng vốn này, hàng loạt quy định về thủ tục đầu tư đã được bãi bỏ. Bài viết cho biết, Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa ban hành quyết định bãi bỏ hàng chục thủ tục trong lĩnh vực đầu tư nhằm gỡ vướng mắc cho quá trình đầu tư tại Việt Nam, đồng thời ban hành kèm 65 bộ thủ tục mới theo hướng thông thoáng hơn. Việc bỏ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư sẽ giúp tiết kiệm thời gian chi phí rất lớn khi cả nước mỗi năm có hàng nghìn dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước. Lược bỏ thủ tục đầu tư không cần thiết sẽ thúc đẩy thời gian cấp phép dự án. Tại các địa phương, việc cấp phép các dự án cũng được giảm đáng kể về thủ tục và thời gian. Tiêu biểu như Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho những dự án đầu tiên thuộc tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng có quy mô 300 hectare trong chưa đầy 24 giờ. Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế là thách thức vô cùng lớn cho mỗi địa phương. Tuy nhiên, một số lãnh đạo địa phương tính đến giải pháp an toàn là trên hết nên đã biến địa phương mình trở thành lãnh địa riêng trong việc cách ly. Báo Tuổi Trẻ dẫn ý kiến của tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp cho rằng đã đến lúc cần phải nghĩ tới việc xây dựng những tuyến đường xanh với quy chuẩn chặt chẽ thì mới ngăn được tình trạng lãnh địa riêng. Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, tại mỗi vùng sản xuất phải được xác định các hàng hóa cần vận chuyển, thu hoạch khối lượng lớn, thị trường tiêu thụ ra sao. Từ đó có các điểm tập kết hàng vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Sau khi đã làm tốt khâu kiểm định, xe hàng được kẹp chì niêm phong, dán biển hiệu chỉ báo đây là xe đáp ứng yêu cầu đi trên tuyến đường xanh. Thứ hai, suốt quá trình vận chuyển, xe phải đi đúng tuyến đường đã quy định. Thứ ba, tại điểm đến, chính quyền và các bộ phận chức năng tổ chức điểm tiếp nhận. Đây là khu trung chuyển để bàn giao hàng. Khi kiểm tra xong cần đưa ngay vào hệ thống tiêu thụ có kiểm soát chặt chẽ và về an toàn dịch bệnh, về vệ sinh thực phẩm, chấm dứt tình hình bán hàng giải cứu ngoài đường, tự phát như trước. Nếu thực hiện tuyến đường xanh thì đây sẽ là giải pháp tốt để mỗi địa phương trở thành một pháo đài nhưng cả nước vẫn là một mặt trận liên hoàn thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Theo thông tin trên báo điện tử VOV, mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước và đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em, chiếm 48,8% tai nạn do thương tích. Đặc biệt hàng năm, vào thời điểm mùa hè, khi thời tiết nắng nóng, học sinh được nghỉ học, số vụ trẻ em tử vong do đuối nước lại tăng cao. Bài viết dẫn ý kiến của bà Nguyễn Thị Chiên, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao Quần chúng, Tổng cục Thể thao Việt Nam cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ em tử vong vì đuối nước ở nước ta tăng cao. Trong đó phải kể đến điều kiện tự nhiên với hệ thống kênh ngòi, hồ đập dày đặc, bờ biển dài. Trẻ em lại thiếu sự giám sát của người lớn, nhất là những khu vực nông thôn. Mặt khác, những ngày nghỉ hè do không có chỗ chơi nên các em thường tự tìm đến sông, suối, ao hồ, kênh mương để đùa nghịch. Trong khi những nơi này không có rào chắn, biển cảnh báo nên khi trẻ rơi vào tình thế nguy hiểm không nhận được sự trợ giúp kịp thời của người lớn. Vì vậy, việc cần thiết nhất vẫn là gia đình cần quan tâm nhắc nhở các em biết những nguy cơ có thể gây ra tai nạn, nên bơi lội ở đâu để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, rà soát, kịp thời cảnh báo và khắc phục ngay các địa điểm công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ gây tai nạn cho trẻ, giúp trẻ em có một mùa hè đúng nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm báo, tiếp ngay sau đây là tiểu mục an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tình trạng các quán kinh doanh ăn uống, quán bia hơi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, bày bàn ghế và dựng xe gây mất an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó, một số hộ kinh doanh vẫn chưa chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương ra quân chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thời gian qua, dọc tuyến đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương và phố Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, nơi tập trung nhiều các quán ăn, quán bia, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
để bày bàn ghế, biển quảng cáo và đậu xe diễn ra khá phổ biến. Tại các khu vực này, hầu hết khách đến ăn uống đều chưa chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo trật tự đô thị và phòng chống dịch, Ủy ban dân phường Đông Hương và Ủy ban dân phường Ba Đình đã tổ chức ra quân giải tỏa việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè và xử lý việc đỗ xe không đúng nơi quy định. Đồng thời, tuyên truyền nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch theo tinh thần 5K của Bộ Y tế. Phường Ba Đình chúng tôi đã tập trung chỉ đạo rất là quyết liệt các công tác ra quân thực hiện, đặc biệt là công tác trật tự đô thị gắn với công tác phòng chống dịch. Thời gian qua chúng tôi cũng đã tập trung xử lý được gần 20 trường hợp không đeo khẩu trang. Về các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, đặc biệt là gắn công tác phòng chống dịch thì chúng tôi xử lý kiên quyết nhằm ngăn chặn cái tình hình dịch lây lan trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trên địa bàn cũng có một vài cái cơ sở kinh doanh bia để thực hiện chưa nghiêm túc, đặc biệt là vẫn còn có trường hợp là lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Thì cái này phường đã tiến hành tập trung là kiểm tra, đôn đốc và xử lý. Và hiện nay chúng tôi đã thành lập các tổ. Đấy, như vậy ngày chia 3K và chúng tôi tập trung xử lý một cách dứt điểm các trường hợp này. Đặc biệt là đối với các hộ mà không thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là khoảng cách rồi các cái yếu tố và phòng chống dịch khác ở cơ sở kinh doanh. Qua việc ra quân xử lý của chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại, dọc tuyến đại lộ Lê Lợi và tuyến phố Lê Quý Đôn, các hộ kinh doanh ăn uống và bán bia đã chấp hành bán hàng trong nhà, không bày bàn ghế ra bên ngoài. Đồng thời đã thực hiện nghiêm túc quy định về việc trang bị khẩu trang, bình xịt tay kháng khuẩn. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương đã duy trì lực lượng kiểm tra xử lý và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm lấn chiếm cũng như đảm bảo công tác phòng dịch trong hoạt động kinh doanh buôn bán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.